Mario 3 chiếc. Trời, ủa xe này em chạy nhiêu ngàn rồi em? 4 ngàn. Em mở chìa khóa lên nè. Năm nay là được. Ê, chạy bộ không quên thay nhớt hả? Có anh, bữa đụng xe về em để xe ở nhà tao đi. Sao nó còn xíu nhớt vậy? Rồi cái này mà mày không phát hiện là chết luôn á, lúp luôn á. Hết rồi. Rồi đây nhất chạy kênh rồi, kênh đồ rồi. Lấy chai nhớt anh ơi. Giờ thứ hai cái nhớt này kênh đồ của Mỹ ha. Gặp đồ nhớ, đây là cộng luôn đó. Mình chạy tới 5.000 cây ha, có 200 mấy bình thôi. Thì thay vô nổ máy cho em nè. Má quá hên cho chủ xe. Chủ xe đi kêu hai nhớt rồi chứ chủ xe cũng không để ý nữa. Em đâu để ý đâu phải không? À, không ngờ mà thay có nhiều nhớt à. Mà chạy chỉ cần một ngày nay nó thôi là lúp bê chắc. Rồi lấy quần thôi. Cái nhớt này là cấp đồng nhớt SN cộng á. Nó là có cái hạt liquid titanium siêu nhỏ. Nó bồi trơn, nó giúp cái xe mình nó chạy nó đỡ nóng với lại nó trơn tru hơn. Đây, nhớt này cái chỉ số cấp độ nhớt nó rất là tốt nha anh em. Mà giá nó hợp lý. Nó chạy cũng 5.000 như Motul 300V hay là Wintronic. Nhưng mà cái giá nó hợp lý á nè. Đây mình cũng thử rồi, mô tô mình cũng xài á. Rất là ok. Thay rồi xong mình nổ máy cho anh em nghe nha. Đây, sau khi thay nhớt xong đó. Bây giờ mình nổ máy hết là 1 phút rồi đó. Đó nhớt nó bơm lên nhẹ nhàng. Chứ mà chủ xe quên hay nhớt là chết luôn á. Rồi ok, anh em nhu cầu liên hệ mình ha. Cảm ơn anh em xem clip nha. Mình có thay nhớt, làm nồi, làm máy, đậu máy lên CC gì đó, tùy theo nhu cầu của anh em thôi. Ví dụ như đây là xe lít R62 nè, R62 nữa nè, đi là mới xé hết cái bộ độ Mario. Chiếc này 50 lên 150 nè. Đậu luôn. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip nha. Đây, tiếp tục buổi trưa hoạn rộn. Mario tiếp. Winner hết nữa. Tiếp tục đệ tử ơi. Gom xong rồi làm.